có người nói với con, họ nói dối là để giảm sự tổn thương cho người khác. Vậy khi họ nghĩ như vậy thì tội của họ có được nhẹ hơn hay không? Nhân nào quả đó thôi. Sau này mình cũng sẽ có những cái mà người ta lừa dối mình, vì người ta muốn tốt cho mình, người ta sợ mình biết bị tổn thương. Thí dụ như vợ mình thì cấm sừng mình mà vẫn không cho mình biết, tại biết sợ mình tổn thương, đã gọi như vậy. Hoặc là cái người họ bán đồ giả cho mình, họ không cho mình biết, tại sợ mình biết mình tổn thương, biết giận, sắp dao chém họ sao. Đó. Thì cái kiểu nghiệp như thế nào thì mình sẽ nhận cái quả tương ứng như thế đó ha. Hơn nữa, sư còn thấy nó có một cái vấn đề nữa, đó là cái sự coi thường ác nghiệp. Tức là mình tìm lý do để mình bao biện, mình biện minh cho cái bất thiện. Cái sự coi thường cái bất thiện, coi thường cái ác nghiệp, bản thân nó là một cái nghiệp ác ha. Thành ra cẩn thận điều đó.